Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2020 nha cô chú. Và ngày hôm qua thì một số ngày qua thì đó là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bên hàng bên con sợ phát hàng không kịp nên cửa hàng bên con đã ngưng quay clip, và ngày hôm nay thì bên hàng bên con tiếp tục là bán hàng lại. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đã hết chương trình pre-ship rồi. Và hôm nay thì bên hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số cây mà đang có thực tế tại vườn. Và ngày hôm nay thì con quay một cái clip kiếm đầu tiên, và hết clip này thì con sẽ quay một số clip gieo hạt, nói chung là rất là nhiều loại ha. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyên Chánh, Tân An, Long An. Và đây là một cái mặt hoa kiếm vàng nha cô chú, hàng này là hàng tem ha, chuẩn hoa. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng rất là đẹp. Và giá ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang bán ra 0908 846 804 nha cô chú. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang bán ra đồng giá là 250.000 một chậu kiếm vàng. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng nha. Và tôi đang sẽ giới thiệu cho các cô chú mình xem cái hình cây của nó. Và cái mặt hoa là mặt hoa chuẩn hoa nha cô chú. Kiếm vàng lưỡi trắng, mặt hoa rất là đẹp, cánh bầu là cánh to tròn. Rất là đẹp cho cô chú. Cái hình cây của kiếm vàng lưỡi trắng bên cửa hàng bên coi nha cô chú. Đó. Và cây này cô chú nhìn nè. Một cái giò như vậy nó sẽ tầm là khoảng từ 3 tới 4 thân. Và cái hàng này là cái hàng chuẩn hoa. Mình các cô chú mình thích thì mình cứ nhanh tay sưu tầm ha. Và ở ngoài thì cây của nó xanh mà, nhưng mà do quay trên đây nè, nó có nắng nên cây nó hơi vàng vàng nha cô chú. Nè, bản lá ngoài nó xanh nè, rất là xanh luôn. Và lá là dòng này là một cái dòng lá láng. Một cái chậu như vậy nó sẽ tầm khoảng từ 3 thân ha. 3 thân là sẽ có một mầm nè. Từ 2-3 thân trở lên nha cô chú, cây rất là đẹp. Và đây là hàng tem nên cái mặt hoa của nó rất là chuẩn chứ không phải là hàng lai ha. Và đây là kiếm vàng lưỡi trắng. Và kích thước của nó từ gốc á, mà nó lên tới cái đầu lá thì nó sẽ dài tầm khoảng cỡ hơn 30 đó cô chú. Đây là một cái dòng kiếm lai rất là đẹp ha. Xin lỗi chú, đây là một cái dòng kiếm tem, hàng tem chứ phải là hàng lai nha cô chú. Nè cô chú nhìn thấy không, rất là đẹp. Một chậu như vậy nó sẽ tầm là khoảng từ 3 thân 4 thân. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng nha cô chú. Một cái mặt hoa thì nói chung là hoa này là hoa cánh bầu. Và đây là cũng là một cái mặt hoa rất mới của Thái nên các cô chú mình cứ yên tâm ha. Và chút xíu nữa thì con sẽ quay cho các cô chú mình xem một số chậu kiếm vàng lưỡi trắng là kiếm vàng lưỡi đỏ luôn. Và ở cây đó thì bên hàng bên con có một người khách có cái chú này, thì chú mới vừa sổ hoa và chú mới vừa gửi hình cho con. Xíu con sẽ cho cô chú mình xem cái mặt hoa kiếm lai mà trong cái lô hôm trước con quay. Đây là kiếm vàng nha cô chú, và kiếm vàng này là kiếm vàng lưỡi trắng. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang bán đồng giá là 250.000, và bên hàng bên con đã ngưng bao ship nha cô chú. Hết bao ship rồi, không còn bao ship nữa. 250.000 một chậu nha cô chú, giá cực kỳ mềm luôn. Và cây này thì đang bắt đầu xuống rễ rất là khỏe ha. Giá này là giá học sinh sinh viên luôn cô chú, rất là đẹp đó. Một chậu như vậy sẽ tầm khoảng từ 3 thân nè. Có chậu được 2 thân nhưng mà nó đang lên mầm nha cô chú, rất là đẹp đó. Chỉ còn một vài chậu thôi, các cô chú mình thích á thì mình cứ nhanh tay mình sưu tầm bên hàng bên con. Đồng giá là 250.000 một chậu ha. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng Hoa Lan Quang Minh đang nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng nha cô chú, rất là đẹp.